Đại xế xe đông lạnh giờ cho đối bại với cô gái trong đường cứu suối nghẹn khai gì Số người thiệt mạng do sạt lở đất lũ quét tăng gấp 3 lần. Đường phố Hà Nội ngập hàng loạt sau trận mưa lớn. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang tạm giữ hình sự tài xế xe đông lạnh Trịnh Văn Nhất, 31 tuổi quê Hà Nam, là nghi phạm thực hiện hành vi giờ trò đối bại với cô gái trong đồi cừu suối Nghệ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã có những lời khai ban đầu. Theo đó, Nhất khai, trưa ngày 10 tháng 8 đã điều khiển xe tải đông lạnh đi mua hải sản tại chợ Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh để đưa về thành phố Vũng Tàu bán lẻ. Cuối cùng ngày, Nhất đậu xe ngoài đường trên quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong lúc ngồi trên cabin xe, phát hiện chị N, 24 tuổi, quê Kiên Giang, vừa chạy xe máy một mình hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu, vừa đi vừa xem điện thoại, chị N xem vị trí do bạn trai gửi qua Zalo. Do bị vợ không cho gần gũi từ nhiều ngày trước, nên khi thấy chị N chạy xe một mình thì nhất nảy sinh ý định đi theo phía sau để nhìn cô gái. Đến dạng sáng ngày mùng 10 tháng 8, chị N điều khiển xe máy rẽ trái vào đường Hội Bài, Phước Tân, hướng đi về khu công nghiệp Sonadeji dù chạy theo lộ trình đi thành phố vũng tàu để bán hải sản nhưng khi thấy chị n rẽ vào đường hội bài phước tân nhất tiếp tục chạy theo sau tiếp đó nhất điều khiển phương tiện chạy vượt qua chị n đến khu vực đồi cừu suối nghệ gần khu công nghiệp sonadeji xã suối nghệ huyện châu đức thì dừng xe lại khi thấy xe máy chị n chạy đến nhất nhảy ra chặn lại rồi leo lên ngồi phía sau xe máy lúc này nhất dùng ngón tay cái đưa vào bên hông người chị n nói là hung khí nhằm uy hiếp đe dọa nạn nhân ép buộc phải trở vào khu đất trống giữa đồi kiều rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Nhất tiếp tục đe dọa chị N bắt nạn nhân trở ra xe đông lạnh của mình đang đậu bên đường rồi lên xe bỏ đi. Nhận tin trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức phối hợp cùng công an xã Suối Nghệ xác minh điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức xác định nghi phạm thực hiện hành vi đồi bại với cô gái ở đồi kiều chính là Trịnh Văn Nhất. Dạng sáng ngày 12 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm khi tài xế xe đông lạnh này đang điều khiển phương tiện trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tính đến ngày 13 tháng 8, theo thống kê của Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiên tai đã làm 113 người thiệt mạng và mất tích ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là thiệt hại lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, các tỉnh miền núi phía Bắc là khu vực bị thiệt hại nhiều nhất về người, với 80 người tử vong, mất tích. 41 người thiệt mạng do sạt lở đất, 26 người thiệt mạng do lũ quét và 13 người thiệt mạng do lốc xét. Mưa lớn trong mấy ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục gây thiệt hại, làm hư hỏng 5 ngôi nhà, hơn 100 hecta hoa màu bị ngập úng, gần 1.000 gia súc gia cầm bị chết và hàng chục điểm giao thông bị sạt lở ách tắc. Theo cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, trong ngày 13 tháng 8, ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông, có nơi mưa to. Riêng khu vực tây bắc, việt bắc mưa vừa mưa to và rông, một số nơi mưa rất to. Đến sáng ngày 14 tháng 8, khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa lớn tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Do vừa qua đã liên tục có mưa lớn kéo dài đất đá, bão, hòa nước, nước trên các sông suối đang ở mức cao nên khả năng sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi Trung Du và các vùng sườn dốc ngập lụt sâu tại khu vực thấp, trũng, đô thị. Thống kê của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cho thấy có 76 huyện của 12 tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện Bắc Mê, Đồng Văn, Hà Giang, Mèo Vạc, Quản Bạ. Quảng Bình, Vị Xuyên, Yên Minh, Hà Giang, Ba Bể, Ngân Sơn, Bắc Nậm, Bắc Cạn, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cao Bằng. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 78 của Thủ tướng, tiếp tục ra soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống ngập sâu, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, kiên quyết di rời người dân ra khỏi nơi khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Các địa phương cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông, đảm bảo mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Các địa phương được yêu cầu chủ động huy động phương tiện lực lượng và các nguồn lực để triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tối ngày 13 tháng 8 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn. Theo đó, một số tuyến phố ngập sâu vào ùn tắc sau trận mưa như Phùng Hưng, Tông Đàn, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính, Láng, Nguyễn Trí Thanh, Lê Văn Lương. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tính đến 19 giờ tại quận Hoàn Kiếm là 92,5 mm, quận Ba Đình là 56,4 mm, quận Hai Bà Trưng 84,6 mm, quận Thanh Xuân 30mm, quận Đống Đa 87,5mm, quận Hoàng Mai 161,4mm, quận Long Biên 53,8mm. Tại thời điểm xảy ra mưa, công ty thoát nước Hà Nội đã vận hành hợp lý các cửa phai điều hòa và chạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống theo quy định. Đồng thời, công ty cũng triển khai lực lượng ứng trực giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Qua công tác kiểm tra của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đến 19 giờ 15 các điểm ngập úng là Phùng Hưng, Thụy Khê, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Khuyến, Phan Bộ Châu, Nguyễn Thường Kiệt, Mạc Thị Bưởi, Ngã Năm Bà Triệu, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tông Đàn, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, nên từ nay đến ngày 15 tháng 8, Hà Nội có mưa, mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến tại huyện phía Bắc và trung tâm thành phố từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17 giờ 45 phút chiều ngày 13 tháng 8, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thường Tín, quận Long Biên, quận Tây Hồ, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dự báo trong những ngày tới, vùng mây này gây mưa cho các quận, huyện kể trên, sau đó sẽ lan sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Sau hơn một tháng xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Thế nhưng đại án Vạn Thịnh Phát vẫn là điểm nóng thu hút sự quan tâm chú ý từ phía dư luận. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi vừa chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị tổ chức thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát. Cục thi hành án thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản kê biên, lệnh kê biên tài sản do công ty chuyển với hơn 1.300 bất động sản, bản án sơ thẩm số 157/2024 vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 đang bị kháng cáo của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải bồi hoàn cho ngân hàng thương mại cổ phần SCB dư nợ là 1.243 khoản vay tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 hơn 673.000 tỷ đồng, một số tổ chức cá nhân khác phải trả cho bà Lan gần 23.000 tỷ đồng. Ngoài ra theo thi hành án còn có các khoản án phí và tịch thu sung quỹ nhà nước gần 1.000 tỷ đồng bên cạnh đó cục thi hành án thành phố hồ chí minh cũng đã tiếp nhận các tài liệu về giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất biên bản kê biên lệnh kê biên do công an chuyển tới hơn 1.300 bất động sản trong đó tại thành phố hồ chí minh có trên 1.000 bất động sản gần 200 bất động sản ở các tỉnh thành khác như hà nội bà rịa vũng tàu bình thuận bình dương đồng nai khánh hòa nam định long an lâm đồng thừa thiên huế quảng ninh trên 1 tỷ cổ phần 22 động sản Đại diện cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tính toán, chỉ riêng giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát đã có khối lượng công việc vô cùng đồ sộ, chưa tính đến giai đoạn 2 của đại án này. Cơ quan này dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, trong khi nguồn nhân lực vật lực hiện tại khó có thể đáp ứng yêu cầu. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, vì thế cơ quan thi hành án đã lập kế hoạch tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thực hiện ra soát phân loại tài sản phải xử lý để làm căn cứ thi hành Thi hành án thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng phần mềm thụ lý ra quyết định thi hành án, thông báo rộng rãi việc tiếp nhận tiền khắc phục hậu quả, có phương án xử lý các tình huống phát sinh và hạn chế điểm nóng. Thông tin về vụ việc Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhìn nhận khối lượng công việc trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ rất đổ sộ, thách thức với cơ quan thi hành án dân sự. Ông yêu cầu cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ra soát kỹ bản án, các tài sản phải xử lý trong giai đoạn 1, từ đó đề xuất cụ thể quy trình tổ chức thi hành án theo hướng giảm bớt các khâu, quy trình để đảm bảo tính khả thi. Thứ trưởng Tư pháp giao Tổng cục thi hành án dân sự có phương án bổ sung kịp thời nguồn chấp hành viên cho các cơ quan thi hành án ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Tổng cục cùng với Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ra soát những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ trong cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đại án này. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục thi hành án dân sự, khẳng định Vạn Thịnh Phát sẽ là vụ thi hành án dân sự lớn nhất từ trước đến nay. Ông Lợi cho hay, tòa sơ thẩm mới tuyên án hôm qua, số tiền bồi thường thiệt hại rất lớn, rất nhiều tài sản và đương sự liên quan ngay trong giai đoạn điều tra, truy tố các tài sản và vật chứng được chuyển giao cho cơ quan thi hành án, tổng cục thi hành án đã chỉ đạo kiểm tra, giả soát về thủ tục pháp lý để đảm bảo thi hành án về sau. Ông Nguyễn Quang Thái, tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự cũng khẳng định sẽ xây dựng kịch bản thu hồi tài sản chi tiết cho các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á để có biện pháp bố trí nguồn lực phù hợp. Trước đó cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ba Ba đồng phạm về ba nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả. Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 đô la. Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty. Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm thửa đất địa chỉ số 268 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hai thửa đất tại khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, nhân Trạch, Đồng Nai. 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào, 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa riêng ba bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương dù đã mất cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI của Hồng, thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI, chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong hai tài khoản đứng tên Nguyễn Viết Thành tại ngân hàng SCB. Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại ngân hàng SCB, chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh, con trai Dương tại SCB và Vietcombank, thu giữ 216 lượng vàng SGC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng, đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Năm bị can đang bị truy nã gồm có Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Tích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản. Trước đó vào chiều ngày 31 tháng 7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác thực hiện. Hiện nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định. Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư sunny world công ty cổ phần đầu tư quang thuận công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố hồ chí minh setra để phục vụ cho công tác xét xử, ông Phạm Ngọc Duy, tránh văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân sở hữu lô trái phiếu do bốn công ty trên phát hành nên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý là tòa án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện, đồng thời sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu, không phải do bốn công ty nêu trên phát hành. Theo truy tố của viện kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán. Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng các mục đích khác nhau. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo cáo buộc, từ năm 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty SPG phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty SPG, Chiu Binh Kiong Kenneth, luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, đều là những công ty mà. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số tiền Bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la, tương đương 106.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, vụ việc trưởng ban quản trị khu trung cư Arania, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị bắt khiến người dân sinh sống tại đây không khỏi bức xúc trước những sai phạm của đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều sai phạm của Y trong thời gian làm công tác quản lý tòa nhà CT1 và CT2 của trung cư Arania. Sau gần 3 tuần, cơ quan chức năng bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Liên, sinh năm 1983, trưởng ban quản trị khu trung cư Arania, phường Xuân Phú vì tham ô tài sản. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có công văn từ công ty cổ phần Arania Việt Nam được gửi đến Ủy ban nhân dân phường Xuân Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc đề nghị thực hiện công tác thanh kiểm tra và bãi nhiệm ban quản trị tòa nhà CT1, CT2 chung cư Arania đóng trên địa bàn phường. Nội dung công văn có đề cập đến việc Ủy ban nhân dân thành phố Huế công nhận ban quản trị tòa nhà CT1, CT2 chung cư Arania theo quyết định số 6689 quy đề UBNZ ngày 7 tháng 9 năm 2022. Trong suốt 2 năm hoạt động, Ban Quản trị đã không hoàn thành nhiệm vụ được cư dân và chính quyền giao phó. Theo đó, Ban Quản trị đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy chế về quản lý sử dụng nhà trung cư và vi phạm pháp luật cụ thể không thực hiện lập sổ sách kế toán và báo cáo định kỳ công tác thu chi tài chính cho cư dân biết và giám sát theo quy định đồng thời không tuân thủ các quy định về thu chi tài chính các quy định quản lý sử dụng đối với kinh phí bảo trì và quỹ thu phí dịch vụ của cư dân các khoản chi thường không được chuyển trực tiếp thanh toán cho đơn vị nhà thầu bảo trì sửa chữa cung cấp dịch vụ mà được chuyển khoản về tài khoản ông Phạm Hoàng Liên, trưởng ban quản trị, để chi trả thực hiện tạm ứng từ quỹ bảo trì để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho tòa nhà, nhưng không thực hiện và không hoàn ứng lại cho quỹ bảo trì. Đáng chú ý, vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, ông Phạm Hoàng Liên dù chưa thực hiện mua sắm, nhưng đã thanh toán số tiền 18 triệu 520 nghìn đồng để mua bình chữa cháy và tủ chữa cháy để cấp cho tòa nhà CT1, CT2, nhưng sau đó không thực hiện mua sắm mà giữ lại sử dụng cá nhân. Qua điều tra ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Liên, sinh năm 1983, trưởng ban quản trị khu trung cư Arania, phường Xuân Phú về tội tham ô tài sản. Cơ quan công an xác định, ông Phạm Hoàng Liên đã nhiều lần xin tạm ứng và nhận kinh phí bảo trì của chủ đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài việc sử dụng nguồn tiền này phục vụ sửa chữa các hạng mục của tòa nhà bị hư hỏng và phòng chống bão lụt, ông này còn chuyển vào tài khoản cá nhân và tạm ứng hơn 68 triệu đồng. Khám xét nơi ở của liên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu khai khống và chi tiêu nhưng không chứng minh được mục đích bảo trì, sửa chữa chung cư. Từ những vấn đề trên, Công ty cổ phần Arania Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể của các thành viên ban quản trị để thông báo cho cư dân được biết và bãi nhiệm các thành viên ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025, thực hiện thanh kiểm tra đối với công tác quản lý và thu chi tài chính của ban quản trị đồng thời có phương án phong tỏa tài khoản quỹ bảo trì tòa nhà CT1, CT2, trung cư Arania cho đến khi cư dân bầu ra ban quản trị mới. Do hiện nay ông Phạm Hoàng Liên đang là người đứng tên chủ tài khoản và đang nắm giữ con dấu của ban quản trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Phú nói, Ủy ban nhân dân phường sẽ có công văn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có hướng xử lý. Sau khi có kết quả, Ủy ban nhân dân phường sẽ thực hiện việc nhiệm vụ theo dõi. Được biết tòa nhà CT3 thuộc chung cư Arania thuộc dự án nhà ở xã hội phường Xuân Phú thành phố Huế trước đây cũng đã từng vướng lùm xùm bị phản ánh về tình trạng kết cấu tòa nhà có nhiều vấn đề bất cập. Các cư dân phát hiện tầng 9 của tòa CT3 có dấu hiệu bị thấm rột, nước chảy từ trần nhà và làm bong chóc cả trần và tường căn hộ. Theo đó các cư dân của tòa CT3 nhận nhà vào mùa hè do thời điểm trời nắng nên không phát hiện chuyện nứt sàn và thấm rột từ trên mái và từ hộp kỹ thuật. Đến thời gian gặp thời tiết mưa kéo dài, nên tại các căn hộ ở tầng 9, tầng trên cùng, nước đã theo kẽ nứt chảy vào nhà, thấm xuống trần, làm bong chóc trần nhà và lớp sơn tường, khiến cho cuộc sống của các hộ gia đình bị đảo lộn tại căn hộ 9A6 trước tình trạng bất cập trên chủ nhà đã thông báo sự cố này đến ban quản lý trung cư và chủ đầu tư. Ban quản lý có cho cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra xử lý qua loa bằng cách bơm keo vào các vết nứt dưới để chống rột nhưng đến nay nước vẫn thấm và rột khắp nhà khiến cho nhiều đêm phải thức trắng để hứng nước rột. Tại nhiều căn hộ khác cũng bắt gặp tình trạng tương tự. Có hộ nước mưa thấm theo đường ống kỹ thuật kéo từ trên cao xuống, âm trong tường khiến các mảng tường bong chóc lỗ chỗ. Không chỉ trong nhà mà ngoài hành lang lối đi lại của tầng 9, nước mưa chảy xuống rột, thấm qua trần thạch cao, nếu mưa lớn nhỏ thành dòng xuống lối đi. Từ phản ánh của người dân đơn vị nhận nhiệm vụ sửa chữa tiến hành, cắt la phong của từng căn hộ bị thấm rột để bơm keo tại những vị trí nghi vấn nhưng do không được giải quyết triệt để nên nước vẫn thấm và rột càng nặng hơn vào mùa rông bão vừa qua. Phản hồi về tình trạng trên, ông Tạ Đức Thịnh, đại diện công ty cổ phần Arania Việt Nam, chủ đầu tư khu trung cư Arania, thành phố Huế cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ 7 hộ dân ở tầng 9 tòa nhà CT3, đơn vị đã thực hiện phương án khắc phục tạm thời bằng cách khoan cắt trần thạch cao bị ẩm mốc, để xử lý vết nứt bằng cách bơm keo PU chống thấm vào vị trí nứt trần trên trần bê tông. Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Theo ông Thịnh, sau khi xem xét hiện trạng, phòng kỹ thuật của công ty đề xuất yêu cầu nhà thầu, công ty cổ phần vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng, MEI gọi tắt là MECO có trụ sở tại 224, số viết nghệ tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, có kế hoạch bảo hành cụ thể để đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền lợi của chủ đầu tư và người dân. Hiện tại có 5 căn hộ bị thấm ruột nặng, chủ đầu tư đã có biên bản xác định khối lượng hư hỏng để có phương án sửa chữa, kết hợp với việc sửa chữa tại mái và tại các căn hộ. Khi nhận được nghi vấn rằng vì sao người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng không giải quyết dứt điểm, ông Thịnh cho rằng chủ đầu tư cũng trăn trở và không bỏ mặc người dân. Công ty mới thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm ngoài Hà Nội và yêu cầu nhà thầu Mây phải có trách nhiệm trong việc này. Trước đó thì chủ đầu tư cũng đã tự bỏ 150 triệu đồng để sửa chữa. Ông Thịnh khẳng định phía nhà thầu cho biết sẽ khắc phục các sự cố ở mỗi căn hộ trong thời gian từ 3 đến 5 ngày và sẽ có kế hoạch chi tiết cho từng căn hộ. Công việc sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán 2023. Ngoài ra, công ty Arania sẽ thống kê thiệt hại của các hộ dân để có phương án hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, hư hỏng chưa dừng lại. Theo bà con sống tại trung cư Arania, tại các hộp thu nước sàn mái, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã sử dụng bao ni lông và vỏ bao xi măng để chèn vào vị trí Cổ ống thu nước thay cho vật liệu chống thấm dẫn đến nước bị thấm từ mái xuống tất cả các căn hộ ở phía bên dưới, riêng tại tòa nhà CT3 bà con còn phản ánh hệ thống thang máy thường xuyên bị hỏng hóc và dừng đột ngột khi đang vận hành khiến cư dân nhiều lần bị mắc kẹt. Đã có trường hợp khi mở cửa thì thang máy cao hơn mặt sàn 15 cm khiến cho một số người vấp ngã. Một chủ căn phố thương mại shop house ở CT3 cũng cho biết gia đình anh đã gặp phải tình trạng không thể lý giải. Theo đó, anh đã bỏ ra hơn 2,4 tỷ đồng để mua căn hộ shop house rộng 120m2 nhưng khi dọn về ở mới phát hiện căn hộ không có lối thoát khí hay thông gió nào ngoài cửa ra vào. Các chủ nhà muốn lắp đặt điều hòa hoặc quạt thông gió thì chủ đầu tư và ban quản lý không cho phép đặt ngay nhà mình hoặc nếu cho phép thì phải đi dây điều hòa dài hơn 30m xin đặt tại căn hộ khác. Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại chung cư Mastery An Phú, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết khi cư dân của tòa nhà đang ngủ thì bất chợt nước tràn vào căn hộ làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Thang máy chung cư cũng hỏng nhiều ngày, có đến cả ngàn người xếp hàng chờ đợi hoặc đi thang bộ, khiến tình hình sinh hoạt trở nên khó khăn. Cư dân sống tại block B chung cư Mastery An Phú những ngày qua phải xếp hàng dài để dùng chung hai thang máy, các thang còn lại bị hư hỏng nhưng ban quản lý chung cư chậm sửa chữa khiến cho việc đi lại của cư dân bị ảnh hưởng. Theo người dân vào giờ cao điểm ban quản lý cho vận hành 3 thang máy, trong đó một thang được bảo vệ kiểm soát không cho chở quá 5 người, thang còn lại lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Vào chiều mùng 8 tháng 8 có 4 thang máy treo biển thang máy đang được bảo trì sửa chữa, 3 thang được sử dụng. Những ngày sau đó lần lượt có thêm hai thang được đưa vào sử dụng, không chỉ thang máy, nhiều hộ dân còn khổ sở vì sự cố nước tràn. Trước đó vào sáng sớm mùng 2 tháng 8, khi người dân đang ngủ thì xảy ra sự cố bể ron của đường ống cấp nước sinh hoạt trên tầng 17 của block B. Nước chảy ra hành lang tràn vào thang máy rồi chảy vào các căn hộ từ tầng 17 xuống tầng 3. Do thời điểm này người dân đang ngủ nên không ai phát hiện. Tới sáng ra dân cư mới tá hỏa vì căn hộ của mình ngập nước, đồ đạc hư hỏng. Ngay sau đó, Ban Quản lý Trung cư cho cúp nước cử nhân viên đi kiểm tra sửa chữa. Tới chiều cùng ngày, đường ống nước trở lại bình thường. Chiều 12 tháng 8, đại diện công ty Savius Việt Nam cho biết thang máy là một tài sản lớn. Do đó, khi thang máy bị sự cố, Ban Quản lý phải liên hệ các bên như nhà thầu kỹ thuật bảo hiểm tới kiểm tra, tìm nguyên nhân và tiến hành sửa chữa. Vì thế không thể khắc phục ngay được. Theo vị này, Trung cư có cả ngàn người nên khi thang máy bị sự cố, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cư dân. Tuy nhiên, khi xảy ra vấn đề, họ phải đặt tính an an toàn lên hàng đầu, chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì mới đưa vào sử dụng. Liên quan đến hai trường hợp tự tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thiết bị VMS đặt lên nóc nhà, sau khi nhận thấy có dấu hiệu hình sự, chi cục kiểm ngư tỉnh Cà Mau cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an tỉnh Cà Mau để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, trong ngày 7 tháng 8, đoàn kiểm tra của Chi Cục Kiểm Ngư Cà Mau đã phát hiện trên nóc nhà của ông Đường Minh Trị, ngụ xá Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, có một thiết bị VMS. Được biết, thiết bị này đã được lắp đặt cho tàu cá do ông Nguyễn Văn Út, 44 tuổi, thường trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, làm chủ. Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng phát hiện trên nóc nhà của bà Phạm Thị Lầu, ngụ xá Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, một thiết bị VMS tương tự. Thiết bị này đã được lắp đặt cho tàu cá của ông Trương Văn Dũng, 35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tàu cá trên đã được bán cho một người tên là Nguyễn Văn Út nhưng chưa sang tên. Qua giả soát, Tri Cục Kiểm Ngư Cà Mau đã xác định hai tàu cá trên đã từng vi phạm về việc tháo thiết bị giám sát tàu cá. Theo đó, trong vụ việc tháo 10 thiết bị VMS gửi qua tàu cá khác xảy ra vào tháng 3 năm 2023, có tên của hai tàu cá này. Đánh giá tình hình, Tri Cục Kiểm Ngư tỉnh Cà Mau xác định hai vụ việc tháo thiết bị giám sát có dấu hiệu của tội phạm hình sự, vi phạm quy định, tàng trữ, vận chuyển từ hai thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trở lên. Do đó, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau có kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo công an, biên phòng, phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo việc điều tra xử lý. Sự việc CEO Quốc cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt Ngày 30 tháng 7 trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đại hội lần thứ nhất bất thành, ông Nguyễn Quốc Cường điều hành đại hội thay mẹ. Cũng từ đây, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai liên tục gặp biến động. Trong khi VN-Index xanh vỏ đỏ lòng với phần lớn cổ phiếu giảm nhưng chỉ số vẫn tăng nhẹ thì một số mã như QCG, RDP, DLG lại tăng kịch trần, trắng bên bán. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 8, cổ phiếu quốc cường Gia Lai cháy hàng với các lệnh bán được quét sạch từ sớm, sau chuỗi ngày đầy biến động và gặp bất lợi. Mã cổ phiếu của công ty quốc cường Gia Lai tăng trần từ sau 10 giờ 30 phút và giữ được mức giá trần là 6.070 đồng cho đến hết phiên. Thống kê cuối phiên cho thấy lượng cổ phiếu được giao dịch giá trần vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 503.300 cổ phiếu trong tổng số 956.000 cổ phiếu được khớp lệnh. Dư mua giá trần 204.000 cổ phiếu, sau 3 phiên giảm, phiên hồi phục hôm nay đã giúp quốc cường Gia Lai rút ngắn thiệt hại. Thị giá quốc cường Gia Lai ghi nhận tăng 3,4% trong một tuần giao dịch, nhưng đang thấp hơn 49,4% so với thời điểm một tháng trước. Bên cạnh đó, cổ phiếu RDP của công ty cổ phần dạng đông Holding cũng tăng trần lên 2.450 đồng, khớp lệnh 467.700 cổ phiếu, dư mua giá trần 509.200 cổ phiếu. RDP đã có 3 phiên liền tăng giá, trong đó phiên ngày 12 tháng 8 tăng 3,62% và phiên ngày 13 tháng 8 tăng trần. Sau một tuần, RDP tăng 8,89%, nhưng vẫn giảm 46% so với một tháng trước. Cổ phiếu DLG của công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai tăng trần lên 1.960 đồng, khớp lệnh 2,2 triệu đơn vị và có dư mua giá trần là 2,2 triệu đơn vị. Trong một tuần giao dịch trở lại đây, DLG đã tăng 13,29% và theo đó thiệt hại trong một tháng qua chỉ còn hơn 1% mức giảm so với một năm trước là gần 41%. Theo đó, ngành bất động sản có chuyển biến tích cực. Cổ phiếu Quốc cường Gia Lai và LEC tăng trần, TDC tăng 4,6%, NTL tăng 4,2%, PDR tăng 3,7%, TCH tăng 3,4%, LDG tăng 1,6%, VIC, VRE, DIG, NVL cũng tăng nhẹ. Cổ phiếu ngân hàng xuất hiện NAB tăng trần, Vietcombank tăng 1,9%, HDB tăng 1,6%, CTG và LPB tăng giá, song nhiều mã khác lại điều chỉnh, SSB giảm 2,1%, TCB giảm 1,2%, VIB giảm 1,2%, MSB giảm 1%, riêng Vietcombank đóng góp cho VN Index tới 2,32 điểm và theo đó cân chỉ số giữa lúc phần lớn cổ phiếu trên thị trường suy giảm. Phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn giảm giá. TVS giảm 2,5%, VND giảm 2,3%, FTS giảm 1,8%, AGR giảm 1,4%. Trường ngược lại APG tăng 3%, HCM tăng nhẹ 0,4%. Khối ngoại giao dịch tích cực với mức mua dòng 320 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó mua dòng 324 tỷ đồng trên host, tập trung tại HDB với 380 tỷ đồng và VNM với 152 tỷ đồng. Ngược lại, khối này bán dòng 234 tỷ đồng tại HPG. Liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng, vừa qua công an Hà Tĩnh đã đột kích thành công khu tam giác vàng ở Lào, bắt thành công 155 đối tượng. Được biết, chiến dịch được thực hiện chỉ trong vòng 8 ngày. Sau nhiều tháng trời tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đủ căn cứ xác định có tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế, hoạt động tại tỉnh Bo Kẹo, Lào. Ngay lập tức ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm. Đúng dạng sáng 31 tháng 7, sau thời gian tính toán công phu, chỉnh chu từng công đoạn, chuyên án quyết định triển khai các lực lượng lên đường sang nước bạn Lào đánh án. Sau nhiều giờ đoàn xe băng màn đêm, luồn lách qua những khen núi hiểm trở, đoàn cũng hoàn thành cung đường 600 km để đến thủ đô Viêng Chăn khi trời đã nhá nhem tối. Sau bữa ăn vội, ban chuyên án lập tức nhóm họp quán triệt thêm những chi tiết trong kế hoạch phá án. Ngày thứ hai có mặt trên đất Lào, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ đến tỉnh Bo Kẹo. Đến rạng sáng ngày mùng 2 tháng 8, chỉ huy ban chuyên án ra lệnh xuất quân. Mọi người nhanh chóng theo tổ đội cơ động lên xe hướng về đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Ngay khi mục tiêu tòa cao ốc, nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động được xác định Tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà. Những tiếng ra lệnh vang lên, tiếng phá cửa, những bước chân vội vã, hoảng loạn hòng chạy thoát của các nghi phạm xen lẫn, khiến không gian trở nên căng thẳng. Nhiều đối tượng cố tình tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, treo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà, xong tất cả đều bị tóm gọn. Sau nhiệm vụ đột kích tòa nhà thành công, ban chuyên án thu giữ gần 100 quyền hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Không dừng lại ở đó, sau khi thu thập thành công nhân chứng, vật chứng, ban chuyên án lên kế hoạch di lý các đối tượng về nước. Sáng mùng 3 tháng 8, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bo Kẹo trở về thủ đô Viêng Chăn. Đến sáng ngày mùng 4 tháng 8, đường về thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm rời bo kẹo về ga tàu Bonten để trở về Viêng Chăn. Cuối cùng đúng 18 giờ ngày mùng 7 tháng 8, ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở cảnh sát công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhóm bởi vừa trải qua một hành trình đầy thử thách cam go, nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi dấu sức mạnh đoàn kết, lòng nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm. Thưa quý vị, mâu thuẫn tình cảm dẫn đến thù hằn rồi trở thành động cơ gây án không phải là câu chuyện mới xuất hiện. Phải kể đến vụ việc xảy ra trước đó trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Người đàn ông U60 thẳng tay đốt nhà người tình cũ chỉ vì bị khước từ tình cảm gây phẫn nộ trong dư luận. Vào năm 2017, bị cáo Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1967 ở Đan Phượng, quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hát, sinh năm 1980 cùng ở Đan Phượng. Đến cuối năm 2022, chị Hát muốn chấm dứt quan hệ, nên đã cắt đứt liên lạc với bị cáo. Đến khoảng tháng 7 năm 2023, ông Liêm thường xuyên gọi điện thoại liên lạc dù chị Hát đi nhà nghỉ, nhưng chị Hát không đồng ý. Bực tức vì bị từ chối, bị cáo nảy sinh ý định đốt nhà người tình cũ để trả thù. Nhằm thực hiện ý định, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023, ông Liêm đã chuẩn bị bật lửa, màu giấy và chai đựng khoảng 250ml xăng. Sau đó người này đeo khẩu trang đạp xe đến nhà chị H. Đến nơi, ông Liêm dừng xe đạp ở sát tường rào, quan sát thấy đèn điện trong nhà đã tắt, xung quanh không có người qua lại. Người này đã đổ hết xăng trong chai lên trước xe máy dựng sát tường rào rồi châm lửa ném vào trong. Ngọn lửa bùng cháy từ chiếc xe máy đã lan sang các xe khác và lan vào trong nhà. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, ông Liêm quay về nhà cất giấu công cụ gây án. Tại thời điểm ông Liêm dùng xăng đốt nhà chị Hát, chị Hát và chồng đang đi bán hoa quả ở chợ Nhổn, quận Nam Từ Liêm. Khi đó, trong nhà có bốn người con của vợ chồng chị Hát đang ngủ trên phòng ở tầng 2. Người con lớn nhất của chị Hát tên là Tê, sinh năm 2002, sau khi phát hiện có khói và lửa, đã gọi cho lực lượng cứu hỏa, thông báo cho bố mẹ biết. Không dừng lại ở đó, Tê cũng đưa các em vào trong nhà tắm để tránh lửa. Ngọn lửa đã làm bốn người con của chị Hát bị bỏng. Ngoài ra, toàn bộ tài sản gồm 5 xe máy, 3 xe đạp, xe điện, cùng một số vật dụng trong nhà bị cháy hoàn toàn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với công an xã, nhân dân cùng dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, các con của chị H bị tổn hại sức khỏe từ 1 đến 4%. Tổng giá trị tài sản của gia đình chị H bị thiệt hại gần 159 triệu đồng. Theo điều tra, con trai bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị Hát số tiền 140 triệu đồng. Gia đình nạn nhân tiếp tục yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 590 triệu đồng, bao gồm 390 triệu đồng thiệt hại tài sản và 200 triệu đồng tổn hại sức khỏe. Ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm mức án 13 năm tù về hành vi sát hại người khác và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Gần đây, tình trạng cháy nổ xảy ra thường xuyên gây hoang mang dư luận đã không ít vụ việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì một phút lơ là bất cẩn để rồi hối hận đã quá muộn màng. Mới đây nhất phải kể đến vụ cháy nhà tại phường Thảo Điền, lửa lớn bùng phát khiến người dân xung quanh hoảng loạn sợ hãi. Rất nhanh chóng, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường xử lý đám cháy. Cụ thể vào khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 8, người dân phát hiện một ngọn lửa lớn bùng lên tại căn nhà 4 tầng đang cho nhiều người thuê ở trong hẻm số 5, đường 64 phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Nhiều người dân khu vực này cho hay, lúc phát hiện cháy, khói đen đã bao trùm tầng 1. Những người có mặt trong nhà đã chạy lên sân thượng kêu cứu. Một số người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành nên gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang tiếp cận giải cứu những cư dân mắc kẹt trên sân thượng an toàn. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ. Không chỉ là nghi lễ gói gọn nơi trốn thiền môn, lễ Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành ngày hội chung của tất cả những tâm hồn hướng về nguồn cội thiêng liêng cao quý mà gần gũi nhất là hình ảnh cha mẹ. Nhằm tôn vinh tinh thần trên, trong ngày 13 tháng 8, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, qua đó thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội văn hóa dân gian tôn giáo về hiếu đạo và tâm linh Phật giáo của người Việt, là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận ngũ hành sơn cho biết, hiện nay lễ Vu Lan Báo Hiếu không chỉ là nghi lễ gói gọn nơi chốn thiền môn mà đã trở thành ngày hội chung của tất cả những tâm hồn hướng về nguồn cội thiêng liêng cao quý, mà gần gũi nhất là hình ảnh của cha của mẹ. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi con người Việt Nam thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, 12 đến 14 tháng 8, nhằm ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn với hai phần lễ và hội. Những giá trị văn hóa lịch sử địa phương được truyền tải đến với người dân và du khách thông qua các nghi lễ tâm linh và nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Cùng với đó là sự kết tinh từ những giá trị của văn hóa Phật giáo, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và miền di sản Ngũ Hành Sơn tạo nên một lễ hội vừa trang nghiêm, trầm mặc nhưng cũng tràn đầy sức sống tươi vui. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày rằm tháng 7. Hình thành lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, mùa vu lan báo hiếu đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc việt nam đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu hiếu hạnh với cha mẹ ông bà và những người thân yêu đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ tri ân tổ tiên anh hùng dân tộc anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc lễ hội diễn ra các hoạt động gồm lễ hưng tác thượng đại tràng phan lễ phật khai kinh cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động âm phủ lễ truyền đăng cầu quốc thái dân an thuyết pháp công ơn cha mẹ triển lãm ảnh tượng đá nghệ thuật viết thư pháp không gian trà đạo cài hoa hồng hiếu hạnh cho người dân và du khách lễ hội vu lan báo hiếu ngũ hành sơn không còn đơn thuần mang ý nghĩa tôn giáo thuần túy mà trở thành lễ hội văn hóa tinh thần chung của cộng đồng góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách ông tạ tự bình cho biết thêm những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại